bóng đêm bao phủ dày đặc. Giờ là lúc nghỉ ngơi. Ngoại trừ con sư tử cái này. Nó đang cố gắng làm thêm ca, bởi nhiều ngày trôi qua, nó vẫn chưa ăn gì. Thời điểm đi săn của sư tử thường là lúc chạng vạng, như sáng sớm tinh mơ hoặc chiều tà. Khi ánh nắng yếu ớt nhưng vẫn đủ sáng để quan sát con mồi. Còn giờ đây, tầm nhìn của sư tử kém đi rất nhiều lần. Nó phải cố gắng tiếp cận sâu cho gần nhất với con mồi thì mới có cơ hội thành công. Trong khi những con vật ăn cỏ lại càng tệ hơn. Chúng hoàn toàn không nhìn thấy gì, nhưng chúng đang cố gắng nghe và di chuyển liên tục. Sự nóng vội và chọn khoảng cách chưa hợp lý, sư tử cái lại phải nhịn đói. Toàn bộ khu vực này đã bị đánh động, không còn cơ hội nào nữa để đi săn. Nó theo dõi con linh cẩu đơn độc này, vì linh cẩu có cấu tạo mắt đặc biệt giúp nó nhìn rõ trong bóng tối. Một ít xác thối, không ngon cho lắm nhưng đủ để nó không chết đói và có thêm chút sức chuẩn bị cho cuộc săn ngày mai. Tối qua, bị con sư tử cái hớt tay trên, linh cẩu không thể ngủ nướng vì cái bụng đang rất đói. Sự ồn ào của khu vực lúc tối đã báo hiệu cho nó biết sẽ có thức ăn. Đúng vậy, giờ là lúc nó sẽ hớt tay trên của con báo hoa mai này. Ăn nhanh nhất có thể và mang theo thứ quý giá nhất là bộ lòng của con mồi. Đến lượt con báo, vẫn còn nhiều thịt, đền bù cho công sức nó bỏ ra. Sau khi những chiếc bụng lép được làm no, mọi thứ lại đầu vào đó. Sự yên ả sẽ kéo dài cho tới khi cơn đói quay trở lại, thúc giục các mãnh thú đi săn. Một vòng tuần hoàn không bao giờ có hồi kết giữa kẻ đi săn và con mồi.